bây giờ là tụi mình tập trung lại đây á, tại vì là tuần sau mình sẽ có bạn trình cho nhóm môn giáo dục lớp 2. Thì cái buổi thuyết trình sẽ diễn ra vào tuần sau, thứ ba tuần sau. Để buổi thuyết trình diễn ra thì mình cần có ba người cần phải làm. Thứ nhất là mình sẽ bầu ra một bạn của nhóm mình để thuyết trình. Thứ hai là sẽ có tìm hiểu về mặt nội dung. Thứ ba là sẽ một bạn bạn về mặt PowerPoint. Thì bây giờ là tôi cho các bạn tự phân công việc. Bây giờ là ai có khả năng làm về PowerPoint á thì ra tay xin việc đó. Ai quyết định được á, khả năng đứng đám đông được á thì tự nguyện. Còn ai mà không thì bây giờ cho bạn tự chọn phần làm của mình đi. Chị làm mình vô đi. Bây giờ mình không thể mà rối răng như thế này được hết trơn á. Ai cũng dành nội dung hết rồi, có mặt thì ai làm. Cái xong bây giờ á là tôi là nhóm trưởng, tôi là người chấm điểm quá trình của các bạn. Bây giờ là tôi sẽ phân công công việc để cho khỏi mong về câu mạnh nhất á. Thì trong nhóm mình thấy là bạn Bảo Chi là thấy phù hợp để với vị trí thuyết trình. Bảo Chi đảm nhận thuyết trình nha. Vậy là mình đã thống nhất là bạn Bảo Chi làm về một thuyết trình nha mọi người. Thứ hai là Quỳnh Anh với lại Tuyết Hoa là sẽ cũng được về mặt nội dung. Nội dung thì tìm kiếm hay cái phần web các kiểu. Rồi bây giờ hai bạn đó đảm nhiệm nha. Kiều bây giờ còn phần bao boy là chất là Kiều đảm nhận, thì ba hai phần kia là ba bạn đã gửi gắm hết rồi. Cái gì trời, cái gì nữa chứ, còn mình bà chứ còn không nói tôi làm. Tôi chưa bao giờ làm bao boy đó. Thì học năm 2 rồi không biết làm bao boy. Không có lập tập nữa sao mà. Học tốt này thư viện trường có nè. Thôi đổi đi. Bây giờ không thể đổi, bây giờ còn mình bà là không thể đổi được. Với lại là bây giờ tôi phân công như vậy á, bà phải đảm nhiệm. Vì tại vì là điểm quá trình của tất cả mọi người á là do nhóm trưởng chấm. Bây giờ tôi phân công nhưng mà không làm á thì cái điểm của bà thấp so với mọi người. Tới lúc đó bà đừng có nói là tại sao điểm của mình thấp rồi như thế này như nọ rồi. Bây giờ là phân công như vậy là bà phải đảm nhiệm thôi. Với lại giờ bà không biết làm thì cũng phải biết. Không biết cũng phải biết. Lên YouTube coi 4.0 rồi nha. Rồi bây giờ là sao công việc ạ? Chưa nha, tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm làm đâu đó. Bây giờ bà làm hết sức các bà đi, kinh nghiệm mới luyện. Mình luyện từ chứ không thể nào mà làm một cái là lên được. Rồi bây giờ là cái công việc về mọi việc là tôi đã phân công hết rồi. Buổi thuyết trình là sẽ diễn ra thứ ba tuần sau. Để buổi thuyết trình không xảy ra một ngoài sự cố ngoài muốn á thì mình sẽ tập trung trước đó một ngày là ngày thứ hai sau ca tư. Sau ca tư thì mình sẽ tập trung tại điểm này, mình sẽ duyệt một lần nữa và sẽ mất lại được không được, tại vì tất cả mọi người đều có lệnh là sau ca tư. Bây giờ là tôi biết là bận việc nhưng mà bây giờ là mình đang làm nhóm hiểu không, là mình bỏ việc cá nhân một bên thì mọi người việc cá nhân rồi. Tôi là nhóm trưởng nên các bạn có gặp khó khăn gì trong công việc của mình á cứ liên hệ với tôi. Thì tôi sẽ giúp đỡ hỗ trợ các bạn về cái gì mà các bạn khó khăn. Vậy thì bây giờ mình nhất là chiều thứ hai ca tư nha, tại vị trí này ok không? Ok.